Vào ngày 21 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, các tình nguyện viên gốc Việt thuộc câu lạc bộ Việt American ở ngoại ô Washington DC đã tổ chức một chương trình nhỏ giới thiệu cái Tết Việt với các sắc dân khác sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Do giữa mùa dịch bệnh nên chương trình được thực hiện online với các màn múa lân chào mừng năm mới và giới thiệu tục gói bánh chưng ngày Tết hay cả cách pha cà phê sữa đá Việt Nam, một thức uống được nhiều người biết tới và ưa chuộng tại Mỹ. Mục tiêu của chương trình là giúp cộng đồng các sắc dân khác hiểu rõ hơn về những nét độc đáo của Tết Việt truyền thống. Đặc biệt là ngày Tết của người Việt Nam sẽ chia ra làm 3 ngày khác nhau. Ngày thứ nhất là Tết cha mẹ, ngày thứ nhì là Tết thầy cô và ngày thứ ba là ngày Tết dành cho bạn bè và những người thân thương nhất. Do đó đây cũng là một dịp để mà cho thế hệ trẻ thấy được tại sao chúng ta cho dù ở hải ngoại vẫn giữ được cái truyền thống cổ truyền của người Việt Nam. Năm nay do dịch bệnh COVID nên gần như toàn bộ các sinh hoạt văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã phải hủy bỏ để đảm bảo phòng chống sự lây lan của virus. Chương trình giới thiệu cái Tết Việt cũng chỉ được tổ chức trong giới hạn cho phép là dưới 10 người có mặt cùng một lúc trong phòng. Vì thế có thể nói những hoạt động được đem ra giới thiệu cũng có phần hạn chế rất nhiều. Nhưng dù sao, đây vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của các tình nguyện viên trong việc quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt ở khu vực thủ đô Washington. Cái mà mình muốn chuyển tải ở đây là cái sự chia sẻ với mọi người về cái Tết cổ truyền, nhắc nhở đến cái thế hệ tiếp nối với lại những cái người mà các nước bạn khác nhau để biết rằng là người Việt Nam mình đón một cái Tết khác với những các dân sắc dân khác. Và trong cái Tết của mình có những đặc trưng gì để cho họ thấy được rằng là bên cạnh những cái món ăn truyền thống của người Việt Nam, những cái dụng cụ về âm nhạc, đàn bầu, đàn tranh thì cũng có những cái phong tục chúc Tết và những cái đó là khác với lại các nước khác. Trên thực tế thì từ khi người Việt sang Mỹ tị nạn từ năm 1975, người Mỹ nói chung đã biết tới cái Tết Việt bên cạnh những món ăn vốn nổi tiếng từ lâu như phở, bánh mì Việt Nam hay chả giò. Nhưng có thể nói, vẫn còn rất nhiều người tò mò không biết thực ra cái Tết Việt Nam có khác gì so với cái Tết của Trung Quốc hay không. Và đó chính là lý do vì sao những tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ Việt American đang tiếp tục nỗ lực dù giữa mùa dịch bệnh để đem một cái Tết thuần Việt với những nét văn hóa rất riêng tới với công chúng tại Mỹ.